Xin chào anh em đã quay trở lại với cả Lá Tờ Z. Mình là Duy View. Bên cạnh mình đây là một gương mặt tương đối mới, đó là bạn Ninh. Thì bạn Ninh trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đồng hành trong cái số hỏi đáp số 165. Và Ninh thì có thể giới thiệu qua một chút về bản thân trước khi anh em vào số hỏi đáp xem nào. Như các bạn đã biết thì số hỏi đáp trước mình đã được anh Ninh ngồi giới thiệu. Mình là Ninh, một review mới. Nhưng mà hiện tại thì vẫn chưa có một video review nào cho anh em. Thì anh em hãy đón chờ những video review của mình sau này nhé. Ok, thì Ninh số đầu sẽ hơi ngượng tí nhưng không sao. Thì nếu anh em nào cũng không ngượng thì hãy comment những cái câu hỏi và những cái thắc mắc anh em ở dưới phần comment video để chúng mình có thể tổng hợp trả lời cho những số hỏi đáp tiếp theo. Và bây giờ đến câu hỏi của bạn Dỗi Dương. À, tại sao lại dỗi bạn Dương? Khổ thân bạn Dương thế. Thì bạn hỏi là chào iAt, giữa con ROG G15 và con Acer Trident khác nhau ở CPU cùng là RTX 3060 thì nên chọn cái nào? Em chủ yếu yêu cầu về hiệu năng đơn nhân của CPU và VGA. Và nếu là Acer thì nên chọn Trident 300 SE hay là Trident 300, Trident 500 SE hay Trident 300 cùng cô hình trên. Thay ngã đã trả lời. Thì Ninh có một cái nhận định gì cho câu hỏi này không? Đối với em thì nếu mà bạn này chủ yếu là hiệu năng đơn nhân của CPU và GPU thì chúng ta vẫn sẽ hướng đến cái con Acer Triton có đó cho mình, đó chính là CPU i7 11800H và RTX 3060 thì nó sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn. Còn bạn hỏi là có nên chọn con Triton 500 SE hay Triton 300 thì mình nói thẳng với bạn là bạn phang luôn con 500 SE cho mình. Bởi vì nó càng đắt thì càng tốt. Đúng rồi. Mình có tiền thì tại sao mình phải không tiêu, đúng không? Đúng rồi. Rất là lãng phí. Như anh Duy này, có tiền là mua R15. Câu hỏi tiếp theo của bạn Ungod Zero thì bạn hỏi là chào iAt. Mình có chơi game 3A eSports thì cũng dùng thêm cả Photoshop, code web, edit video nữa thì nên chọn Legend 5 R7 3060 hay là Asus TUF A15 R7 3060. Em muốn dùng bền trong khoảng là 4-5 năm. Các ad có tư vấn dòng máy nào trong tầm 34 triệu đổ xuống cũng được thì mình cảm ơn. Thì hiện tại với mức giá 34 triệu thì tại Laptop Z đang có một cái mẫu máy đó là Lenovo Legend 5 Pro. Thì đây là sản phẩm mà mình cho là tốt nhất tại thời điểm hiện tại cho mức giá khoảng 34 triệu đổ về cho những nhu cầu là chơi game 3A và game eSports. Thì mình thấy là bạn cũng không nên có sự lựa chọn nào khác cả vì đây là sự lựa chọn tốt nhất mà mình thấy là trên thị trường hiện tại có rồi. Câu hỏi tiếp theo của bạn Hoàng Đạt. Chào các ad ạ, em đang dùng Legion 5 và có nhu cầu tra lại keo tản nhiệt. Nghe review thì khá nhiều ý kiến rằng keo stock của Legion 5 khá ngon nhưng mà lại không bán ở Việt Nam, nên nhờ tư vấn cho vài loại keo có chất lượng tương đương. Ok, với keo chất lượng tương đương của Legion 5 thì thực ra nó chỉ ngang con MX8, MX9 thôi. Nhưng mà bạn có thể tham khảo vài mẫu kem đắt tiền hơn, ví dụ là Thermal Grizzly Conductor hoặc là Thermal Grizzly Cryonor. Conductor thì là kim loại, còn Cryonor là cố. Thì đấy là hai loại kem phổ biến hiện nay và được nhiều người dùng. Thì đấy là hai loại kem. Còn ngoài ra thì bạn có thể tham khảo cả ATX Silver 5 hay là Diamond, mình nhớ cái mã gì Diamond. Nói chung là đấy có một vài loại keo như thế. IC Diamond 7, đấy là một trong những mẫu keo mình rất là thích tại vì nó khá là bền. Đấy, ok. Tiếp theo đến câu hỏi của bạn VT Phát. Asus TUF -F15 i5 11300H RTX 3050 mà giá bây giờ chỉ có 18.900. Ngày xưa là nó khoảng 27 triệu đấy. Tiếp đến là iDepart King 3 R7 3050. Cả hai con thì 8GB. Vậy thì con nào ngon hơn? Thấy TUF Dash thì nó có mắc switch FPS khá cao nên là khá là phân vân khi lựa chọn. Gửi ad thông minh. Thực ra thì cái vấn đề ở đây là chúng ta con Asus TUF Dash này là chúng ta không có mắc nha. Thì đây là một điểm rất là lưu ý. Nhưng FPS nó cao là nó có cao thật nếu mà anh em lắp đua ra. Còn giữa hai sự lựa chọn này thì mình cũng sẽ nghiêng về con TUF Dash F15. Tại vì con này để phục vụ chơi game thì khá là ok. Còn con iDepart King 3 thì được cái là CPU nó mạnh hơn tương đối so với cả con TUF Dash F15 kia. Nhưng nói chung là về mặt chơi game và về bạn muốn ấy thì mình thấy là con TUF Dash này thì nó khá là phù hợp. Câu hỏi tiếp theo của bạn Hưng Hữu thì ớt ơi, em đang dùng Acer Nitro 5 Tiger và có một chút vấn đề, đó chính là tab sao lại không có mục Enchantment. Thì có cách nào có lại mục đó không? Và lại sử dụng cổng USB với mức âm thanh lại rất bé và sử dụng jack 3.5 thì lại rất to đến rát tai, và có cách nào khắc phục không ạ? Cái mục Enchantment này thì thường là do driver thôi. Thì bạn có thể là contact Laptop AZ để có thể là cài đặt driver âm thanh để nó hiện ra mục Enchantment này. Thì đây là một cái chức năng của Windows mình thường hay thấy. Còn với dùng tầng tai nghe cổng USB thì mức âm thanh bé, còn jack 3.5 thì âm thanh to. Thì thường cái này là do cái việc mà cái tai nghe của bạn, cái tai nghe USB của bạn nó âm thanh không có cao. Còn jack combo tai nghe 3.5 thì cái âm lượng nó thường được quyết định bởi cái cổng combo 3.5 đấy. Và thường là như vậy ấy. Thì mình thấy là cái cách khắc phục duy nhất là bạn nên tham khảo những mẫu tai sử dụng USB khác. Tại vì là sử dụng của USB thì thường là cái âm lượng xử lý nó là do con tai nghe nhiều hơn là con máy. Ok. Câu hỏi tiếp theo của bạn Đắc Giờ, một câu hỏi khá là dài đấy. Thì bạn hỏi là chào anh, em muốn mua một con laptop gaming trong khoảng tầm 20 đến 30 triệu
bây giờ chơi được cả Genshin Impact đấy, là phải gacha kiểu các kiểu kiểu rồi. Các game khác thì nặng nhất thì vẫn là Genshin Impact. Máy thì có dùng để edit video. Mong muốn là học trong quá trình học đại học lâu dài thì có thể sử dụng được. Em học ngôn ngữ Anh nên là cũng nhẹ nhàng tình cảm. Cần 3 tiêu chí tên thôi, nghĩa là edit video, chơi game thì cả là dùng lâu dài. Thì em cũng rất là thích PC, nhưng mà do là phòng hẹp nên là năm nhất đại học thì lại quần cần laptop. Tiện thể em đang tham khảo đấy Acer Nitro 5, Legend 5 thì cái nào ổn hay là bằng nhau. Đấy, thì với cái tham khảo của Ninh thì sao? Theo em thấy thì Acer Nitro 5 mà so với Lenovo Legend 5 thì hai cái này nó bằng nhau thì nó đúng. Nhưng mà nếu cái vấn đề ở đây bạn cần đó chính là chơi Genshin mà lại còn là edit video nữa, thì Legend 5 có cho bạn một cái màn hình rất là đẹp và nó sẽ hỗ trợ cho bạn rất nhiều trong việc chỉnh màu các thứ ở trong edit video. Thì mình sẽ khuyên bạn nên chọn con Legend 5 ấy hơn. Còn nếu mà các option khác ngoài con Legend 5 với cả Acer Nitro 5 ra thì không biết anh Duy có tư vấn gì cho bạn thêm không? Nếu trong tầm 20-30 triệu ấy thì nếu mà cố lên 3 triệu nữa là lấy được con Legend 5 Pro. Còn nếu mà không cố được 3 triệu nữa thì trong tầm 20-30 này thì chúng ta cũng có một con là ROG Strix G15 G513 phiên bản 2022. Phiên bản cho R5 hoặc R7-3050 thì nhanh nhớ chắc chắn là khoảng tầm 30 triệu. Còn R5 là khoảng 28-27 triệu gì đấy. Thì đây là mức giá nó tương đối là thoải mái hợp lý và nó cũng phục vụ tốt cho cái nhu cầu là làm việc, chơi game các thứ lâu dài. Sang đến câu hỏi tiếp theo của bạn Tăng Long Lê. Chào các admin, cho mình hỏi là con Zephyrus G14 1650 với nhu cầu là làm đồ họa 2D với một số tựa game MMO như là Warframe, PoE hay là Final Fantasy 14 Online thì có ổn không? Thì mình cũng hay phải xách máy đi di chuyển nhiều. Nói chung là bạn xách máy đi di chuyển nhiều. Thì với Ninh thì sao? Ninh có thấy là cái con G14 này nó phù hợp không? Em thấy là con Zephyrus G14 này cũng rất là phù hợp. Nếu mà bạn ưng nó thì bạn nên lấy. Nhưng mà có vấn đề ở đây đó chính là con GTX 1650. Thì nếu mà bạn thực sự mà muốn làm đồ họa 2D một chuyên nghiệp thì bạn sẽ nên đẩy lên một option khác, đó chính là dòng RTX và dòng RTX 3050. Đó là ý kiến của riêng mình. Đấy, còn ngoài ra thì với Final Fantasy 14 thì nó cũng là một tựa game tương đối là khác cấu hình. Thì 1650 là có thể là sẽ hơi nhích một xuống một tí. Thì nếu mà trong tầm tiền này bạn cố lấy được con Tube Dash F15 phiên bản 2022 thì là sự chọn nó dư giả hơn một chút về cấu hình để sử dụng cho nó thoải mái. Đấy, thì đấy là cái câu trả lời của mình. À mà Tube Dash F15 thì lại có một vấn đề là con đấy là không có màn hình đẹp như con G14. Thì đấy cũng là một điểm yếu. Thì mình thấy là G14 phiên bản 1650 này với mức giá khoảng 20-23 triệu thì nó cũng là một cái option khá là vừa miếng. Ngoài ra thì có một máy nữa là Adipad 5 Pro cũng là một cái sự lựa chọn mà khá là tương đương với Zephyrus G14 nếu mà bạn cần webcam. Đấy, ok. Câu hỏi tiếp theo của bạn Mr. Tino. Hello hai bạn, mình vẽ CAD và muốn hỏi dòng Dell Pre 3530 i7-8850H và MSI Bravo 15 Ryzen 7 5800H thì dòng nào tốt hơn? Thanks. Ok, với CAD thì thực ra mà nói đa phần là nó nghiêng về CPU, nhưng mà mình thấy ở đây là nếu mà việc mà chúng ta đi làm rồi thì nghiêng con MSI Bravo cũng là một sự lựa chọn ok, mà con Dell Precision này thì mình lại không đánh giá cao lắm vì chất lượng hoàn thiện nó chưa ngon. Nhưng mà nếu trong mức giá 20 đổ về mà mình bảo là bây giờ recommend bạn nào chọn con nào ngon nhất ấy, thì mình sẽ nghiêng một chút cho cái con iPad Gaming 3 bạn vẽ CAD thôi, với cấu hình là Ryzen 7 và Ryzen 5 của Gaming 3 thì nó cũng đã đáp ứng được khá là ok rồi. Còn Bravo thì mình thấy là hiện tại nó đang chưa có nhiều sản phẩm lắm. Và giá thì rất là tốt, nhưng mà để mua được thì bây giờ mình thấy là đang hơi ít một chút. Đấy, anh em cân nhắc xem, có cả iPad Gaming 3 này, có cả trong tầm này là cũng có cả ROG Strix G15, G513iH cũng là một sự lựa chọn tuyệt vời. Đấy, ok. Còn tiếp theo của bạn là Thi Nguyễn Trường. Bạn hỏi là bây giờ nên mua G513iH cho nhu cầu 3-4 năm không? Đấy, thì bạn hỏi là lập trình về tự động hóa. Bạn hỏi là chơi một vài tựa game on và offline không quá nặng. Mong ad rep mình và cảm ơn ad nhiều. Ok, với sự lựa chọn của bạn thì mình thấy đây là một sự lựa chọn rất là ok, hợp lý. Và với cấu hình này thì mình nghĩ là 3-4 năm cho việc học về tự động hóa thì mình thấy là đảm bảo được. Còn với chơi game offline thì một vài tựa game ví dụ như kiểu là Genshin Impact, Genshin Impact là game online. Một vài tựa game offline mà kiểu đời cũ cũ một chút thì có thể chơi được. Còn với những tựa game online như kiểu Genshin Impact rồi eSports như Valorant thì hoàn toàn có thể chơi ok. Còn đấy là sự lựa chọn của bạn, còn một vài sự lựa chọn nữa. Ví dụ như tầm khoảng 17-18 triệu để có Adipad Gaming 3, có Acer Nitro 5, có thêm cả HP Victus. Đấy, thì đấy là những sự lựa chọn mà có thể tham khảo được. Câu hỏi tiếp theo của bạn Quen. Hai anh giai cho em hỏi tầm giá 25 củ khoai thì nên chọn Vivobook Pro 15 OLED bản Ryzen 5 hoặc là Ryzen 7 hay Acer Swift X bản i5 11320H. Nhu cầu học IT và có chơi game nặng ngang Battlefield 5 dùng lâu dài và mong 2D
vòng 2 là DZ. Ừ, ok. Thực ra thì nó đọc là Battlefield. Nghe tiếng Anh là tí là Battlefield. Thế thì với 25 củ khoai thì mình lại nghiêng cho con iPad 5 Pro hơn. Tại vì cá nhân mình thích cái tấm nền IPS hơn OLED. Tại vì OLED hiện tại thì nó vẫn có một vài cái nhược điểm, như là về độ bền thì chúng ta cũng chưa xác nhận được độ bền trên những chiếc OLED giá rẻ như kiểu Viewbook ấy, nó có bền không. Và tất nhiên là bảo hành của hãng thì nó vẫn có đấy, nhưng mà mình cũng hơi lấn cấn một chút, mình thích IPS hơn. Thì có iPad 5 Pro phiên bản 16 inch cho phiên bản là Ryzen 1650 16GB là tầm này có thể mua được rồi. Còn với chơi game nặng Battlefield 5 thì thực ra mình cũng không có khuyến cáo bạn chơi game trên những chiếc máy này lắm, thì nhiệt độ nó sẽ khá là cao, nhưng mà có thể chơi thì vẫn có thể chơi được. Còn giữa ba sự chọn này thì mình sẽ nghiêng cho con Viewbook Pro 15 OLED và con iPad 5 Pro phiên bản 16 inch. Ok, câu tiếp theo của bạn Phước Đạt Hoàng. Chào anh, cho em hỏi dưới 15 triệu em chỉ chơi mỗi Liên Minh, Minecraft và lại muốn màn hình 15.6 inch. Đấy. Bây giờ gọi là nhích thêm một chút đi, gọi là dư giả khoảng 15-16 đi. Thì bây giờ chúng ta có sự lựa chọn như nào? Thế em thì đầu tiên đó chính là lựa chọn của em là Nitro 5. Trong sau đó đó chính là iPad Gaming 3 hay là Top Gaming FA15. Và cao hơn tí nữa thì chúng ta có ROG Strix G15 với các option như là RTX 3050. Còn nếu mà tất cả đều có màn cho bạn đó chính là 15.6 inch. Còn nếu mà bạn muốn rẻ hơn và muốn màn 15.6 inch ấy, thì bây giờ để chơi những tựa game như này thì bạn có thể tham khảo là Dell Inspiron 3525 hoặc là những mẫu Ultrabook 14 inch, ví dụ như ở đây là Acer Strix 3 hoặc là Acer Aspire 5. Thì mình thấy là những sự lựa chọn này thì chúng ta không có quá nhiều cái gọi là sự cân nhắc lắm, tại vì đây là tầm giá mà hiện tại laptop gaming nó cũng nhiều nhưng nó nhỉnh hơn một chút. Còn laptop Ultrabook trong tầm này thì 15 inch thì lại không có nhiều lắm, tại vì là 15 inch nó phải nhỉnh hơn một chút thì mới có những chất liệu hoàn thiện tốt như kiểu Dell 5515. Thì đấy là những mẫu máy mà chúng ta có thể cân nhắc. À, ngoài ra thì trong những tầm lựa chọn này mà nếu bạn thích 14 inch thì chúng ta có thể tham khảo được Asus ZenBook Q408UG. Mức giá hiện tại thì nó quá là vô đối rồi, 14.890.000 tại laptop.az.vn. Ok, câu hỏi tiếp theo của bạn là Trường Luân Phan. Bạn hỏi là chào 2S, tại thời điểm này có nên mua con G14 hay không, hay là cân nhắc một con khác, nhu cầu là eSport, chỉnh sửa hình ảnh, edit viên hiệu nhạc. Thì Ninh thấy con này có phải là option hợp lý cho cái nhu cầu này không? Với em thì chơi game eSport mà chỉnh sửa hình ảnh, edit video thì con Zephyrus G14 này ở mức vừa đủ. Vừa đủ cho những nhu cầu gọi là bắt đầu tay vào làm, bắt đầu vào chơi game, bắt đầu vào học cách chỉnh sửa ảnh, học cái video, edit video các thứ là vừa đủ. Ok, vậy thì câu hỏi tiếp theo của bạn là Đạt Nguyễn Thành. Chào AS, cho mình hỏi là chơi dựng game như kiểu Liên Minh Huyền Thoại, F4, FIFA 2, mắc con mẹ nó setting đi. Wow, bạn chiến thế nhở. Thì bạn hỏi là nên dùng máy nào cho tầm giá 2-3 triệu đổ về. Chiến như bạn là chỉ có ROG Strix với cả Nitro 5 thôi, bởi vì nó rất là hầm hố. 2-3 triệu, đấy. Nhích thêm 2 triệu nữa thì có Dell G15 5515. Thì với nhu cầu này thì mình nghĩ là với 3050 Ti, i7-1180H của con Nitro 5 phiên bản Eagle thì mình thấy là hợp lý. À, 23 triệu thì chúng ta có sự lựa chọn của 2022 đấy. Nó là con Acer Nitro 5 Tiger, nhưng mà tốn thêm một ít tiền RAM nữa cho nó thì mới ok. Bây giờ RAM DDR4 thì chỉ khoảng 750-800 thôi em ạ, rẻ lắm. Đấy. Quá rẻ anh ạ. Thì đấy là sự lựa chọn cho cái tầm giá 2-3 triệu là có thể tham khảo nhá. Ok, câu tiếp theo của bạn Vương Đỗ. Chào AS, em theo dõi laptop AZ rất lâu rồi, bây giờ có nhịp giờ nhờ các bạn nhờ tư vấn. Em có em gái chuẩn bị lên đại học, học khối ảnh ngôn ngữ. Thế là bạn nhờ chúng mình thì về khối ngành ngôn ngữ này. Thì bạn bảo là trong cái tầm giá khoảng 15 triệu có thể dùng tốt 4-5 năm nữa, thì mới tìm hiểu được con ZenBook 48 và con Dell 5515. Mong AS tư vấn vài lựa chọn nữa để em tham khảo, chứ nhiều mẫu quá là lú luôn. Đấy. Thì bây giờ giữa hai sự lựa chọn này thì mình chốt luôn là hai sự lựa chọn này là hai sự lựa chọn ngon nhất rồi. Đấy. Nhưng mà bây giờ là so sánh giữa hai con này ngắn gọn nhanh thì như nào nào? Ngắn gọn nhanh, Q408 nhỏ gọn và có màn hình rộng hơn. Đó kìa, sao lại 408 là màn hình rộng hơn 15? Nhầm, 408 là 14 inch, 5515 là 15 inch. Đấy, nó có phổ màu, màn hình rộng hơn. Đấy, nó có cạc rời. Nhưng mà 5515 lại có lợi thế là chúng ta có thể nâng được RAM. Chúng ta lại có cái màn hình kích thước rộng hơn ở Q408. Thì đấy là những sự lựa chọn mà chúng ta có thể là cân nhắc. Ra sự lựa chọn này thì với một em gái với nhu cầu học ngôn ngữ Anh thì mình nghiêng về Dell 5515 hoặc là 5415 hơn để cho nó thoải mái nhẹ nhàng. Nếu mà em bạn không chơi game thì mình thấy là 408 thì nó chỉ được cái điểm lợi là chúng ta ở đây có một thiết kế nó rất là đẹp, nó rất là phù hợp với những chị em con gái. Thì đấy, đấy là sự lựa chọn của mình. Ok, câu hỏi tiếp theo của bạn Sergen Teo. Acer Nitro 5 và ROG Strix G513 bây giờ nên chọn con nào? Xin cảm ơn. Thì giữa hai con này nó có hai trường phái rất là khác nhau. Acer Nitro 5 thì nó thiên về hiệu năng thuần, thật sự là mát mẻ nhất có thể, và một cái cấu hình trên mức giá là nó hợp lý đã. Đấy.
Còn với Rockchip thì chúng ta có một con CPU rất mạnh trong tầm tiền. Chúng ta có kem tản nhiệt kim loại lỏng cho CPU luôn. Nhưng mà chúng ta chỉ có 1650 thôi, chúng ta không có 3050 hay những cái phần option khác. Thì với cái sự lựa chọn của 5100 AX thì mình đánh giá cao về mặt sản phẩm hơn, về mặt trải nghiệm hơn. Còn nếu bạn thích một chiếc máy có hiệu năng cao nhất có thể, có nhiệt độ mát nhất có thể, thì chắc chắn là chúng ta sẽ lấy con Nitronom Eagle. Đấy là cái câu trả lời của mình cho câu hỏi của bạn. Ok, sang câu hỏi tiếp theo của bạn Phan HP Omen. Mình định mua Lenovo Legion Slim 7 bản Ryzen. Sao lại Phan Omen nên lại muốn mua Legion Slim? Nào, tiếp tục câu hỏi. Phan này fake rồi. Phan fake thế. Bản Ryzen 7 5800H 3060 Mac Q. Nhưng mà không biết còn đó có Mac Switch hay không. Ok. Thế thì giữa Ninh đã đi nghiên cứu chứ, con này có Mac Switch không? Lenovo Legion Slim 7 theo em nghiên cứu thì nó có Mac Switch. Nhưng mà bạn Phan HP Omen mà bạn lại mua Lenovo là như thế nào? Thế là ảo thật đấy. Nhưng mà nói chung là có. Là có Mac Switch cho bạn nhá. Bạn ấy vào Lenovo Vantage có thể điều chỉnh cái hybrid mode thì đấy là cái Mac Switch đấy. Ok, câu hỏi tiếp theo của bạn Shenjin. Bạn hỏi là Atrem hỏi 15 triệu đổ lại. Đợt này nhiều anh em tham khảo máy 15 triệu ghê. Thì nhu cầu học công nghệ thông tin cốt nhẹ nhàng, em cảm ơn. Ok, với cho tầm giá 15 triệu này thì mình sẽ đề cao những chiếc máy mà nó có khả năng nâng cấp RAM. Thì ở đây chúng ta sẽ có một mẫu máy như kiểu là MSI Modern 14 thì cũng là sự lựa chọn, nhưng mà mình cũng đánh giá cao hơn một mẫu máy nữa là Acer Swift 3. Mình rất là thích mẫu máy này trong cái tầm giá này với AMD Ryzen 7 5700U nhá. Thì đây là một cái cấu hình rất là ổn cho anh em học công nghệ thông tin và cốt nhẹ nhàng trong mức giá khoảng 15 triệu đổ về. Đấy. Còn nếu thích những gaming một chút thì sao? Mình có IdeaPad gaming bàn cho bạn. Ngoài ra hơn nữa đó chính là Acer Nitro 5 các option cao hơn. Đấy, mà chưa kể là màn hình 144Hz cho bạn nữa. Đấy, cũng là một sự lựa chọn để cân nhắc. Và đấy là gaming, còn Ultrabook thì mình đã recommend rồi. Thì gọi tiếp theo của bạn Giang Hiếu Trần. Victus thực tế có nặng lắm không ạ? Và bản lề có mỏng manh không? Em cảm ơn. Thì thực tế của bạn nói thì nó là cân nặng 2,5kg. Thì khi mình làm review thì mình đã cân rồi. Thì cân nặng 2,5kg thì bạn có thể qua tận Laptop AZ và bạn trải nghiệm và nâng thử mấy mẫu máy mà ngang kèo như kiểu Lenovo Legion 5 thì nó cũng có cân nặng là khoảng 2,5kg. Thì theo đánh giá của mình thì nó tương đối là nặng với cái mặt bằng chung hiện nay. Ví dụ như là Gaming 3 nó chỉ có khoảng 2,0, Nitro 5 nó khoảng 2,1 cân, Rockchip nó khoảng 2,1 cân, HP Victus thì khoảng 2,5, Dell G15 2,5 và Lenovo Legion 5 khoảng 2,5. Thì nó là một trong những dạng laptop gọi là tương đối là nặng nề. Nhưng mà nói chung là đấy là một điểm mà anh em cần lưu ý. Tiếp đến là về bản lề có mong manh không thì câu trả lời của mình là không. Do là kiểu bản lề nó sẽ giống như kiểu HP Victus đây này. HP đây này, đấy cũng là HP luôn. Là nó sẽ là rất là rung rinh. Nhưng mà gập mở thì lại rất là chắc chắn, độ bền nó rất là tốt. Đây, laptop này cũng sắp hóa thạch từ nơi rồi nhưng nó vẫn chưa gãy bản lề. Thì đây là một cái điểm mà anh em cần lưu ý, nó không mong manh, nó chỉ rung rinh thôi. Đấy. Đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Thế Sang. Bonjour hai em, bạn này người Pháp thì sao anh ạ? Cho em hỏi là chơi các tựa game bà như God of War, The Witcher 3, dòng Assassin's Creed và một số tựa game FPS nữa. Em cũng có chỉnh sửa ảnh và học Photoshop. Thì chọn máy nào tầm giá 30 đến 33 triệu là ngon? Mà bạn ấy đang nhắm đến con Acer Nitro 5 Tiger i7-12700H 3050Ti và nâng thêm được một thanh RAM nữa chính là 8GB hay con Lenovo Legion 5 bản i7-11800H 3060. Nếu các tác vụ trên thì con Tiger thêm một thanh RAM thì đã đủ chưa? Hay là bạn ấy cố thêm con Legion 5 thì theo ý kiến của anh Duy như thế nào? Ok, nếu bạn đã tập trung về việc chỉnh sửa ảnh thì mình lại ngắm cho bạn trong tầm giá khoảng 33 triệu thì bây giờ chỉ thêm khoảng hơn 800 nghìn nữa là mua được Lenovo Legion 5 Pro rồi. Thì chúng ta không có lý do để mua hai sự lựa chọn này cả. Ryzen 7 với 3060 thì nó không khác gì với cả i7-3060 lắm với nhu cầu của bạn. Và thêm nói là với Nitro 5 Tiger thì chúng ta sẽ không có màn hình đẹp. Và đây thì coi như là một cái không phù hợp với cả con nhu cầu là chỉnh sửa ảnh Photoshop rồi. Thì đây cũng là một cái điểm trừ. Và trong tầm giá này thì mình nghĩ là Lenovo Legion 5 Pro tại Laptop AZ với mức giá 33 triệu là hợp lý nhất. Mình thấy là hợp lý nhất hơn tất cả hai mẫu máy này. Thì bạn có thể cân nhắc xem, nếu mà bạn thích Intel thì bạn nắm được con Legion 5 thường. Còn nếu bạn thích AMD thì bạn sẽ có một cái màn hình 2K, bạn sẽ có vỏ nhôm, bạn sẽ có một cái card đồ họa và cái CPU nó hoạt động mát mẻ hơn nữa. Thì mình thấy đây là một trong những điểm cộng lớn cho Lenovo Legion 5 Pro trong mức giá khoảng 33 triệu đồng. Câu hỏi cuối cùng của bạn Trần Nguyễn. Hello hai anh, em đang dùng Acer Nitro 5 bản 2021 i5-11400H GTX 1650 mà dạo gần đây quạt của bên GPU lại không chạy. Mà có ở trên xem Nitro Sen mà GPU vẫn ăn điện mà quạt lại không chạy. Do phần mềm hay do máy hay nó là tính năng hay là do cái kiểu cái cảm biến của cái quạt nó đã không hoạt động chăng?
Nhưng mà thường là khi nào mà mình dùng về cả đồ họa thì bên cái kênh quạt cả đồ họa nó mới quay, còn CPU thì lúc nào nó quay, tại vì nếu không CPU không chạy thì máy nó không chạy được. Nhưng GPU thì nó không nhất thiết phải chạy, tại vì là khi mà chơi game thì bắt đầu quạt nó mới quay. Thì bạn cứ chơi game, bạn bật quạt xem mà giờ đít xem là máy nó có quay cả hai quạt đâu, mà nó hỏng mất một quạt rồi thì anh em mình đi qua bảo hành, đi qua chỗ nào mà anh em mua thì mình thấy là hợp lý hơn. Chứ bây giờ quạt này thì thường nó sẽ do cả hai, một là có thể là do phần mềm, hai là do phần cứng, mà thường thì quạt nó là do phần cứng chứ ít khi nó do phần mềm lắm, thực sự là như thế. Đấy, thì đó là câu hỏi cuối cùng này của bạn Trần Nguyễn. Thì nếu anh em nào có những câu hỏi hay những băn khoăn gì, hãy comment dưới phần bình luận và chúng mình sẽ gặp lại trong những câu hỏi đáp tiếp theo. Và đừng quên rằng là nếu anh em thấy video này hữu ích thì hãy like, share và subscribe cho channel của Lato Z. Và bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những video sau. Bye bye. We'll be right back.